Xin chào anh em, đây là Mazda CX-60. Tôi nghĩ rằng là chiếc xe này rất khó để có thể được mang về Việt Nam, nhưng tại sao tôi vẫn lựa chọn quay em nó ở trong triển lãm tại Indonesia ngày hôm nay? Bởi vì Mazda CX-60 nó có chung cái kiểu thiết kế và cái cách làm sản phẩm khá giống với chiếc CX-50. Và trước đó thì được kỳ vọng là khi mà CX-5 bán chán ở Việt Nam rồi, câu hết khách của những Cross, của Seltos, của hạng trên, hạng dưới vân vân, thì CX-50 sẽ được mang về. Đấy, thì nói một chút về chiếc CX-60 này trước khi chúng ta đi tìm hiểu, tôi nghĩ là tôi muốn dành thời gian để cho anh em xem chi tiết về cái thiết kế của chiếc xe này như nào. Thì CX-60 tại Indonesia, đây, mức giá bán ở đây, mình phải xem lại. Con này ở Mỹ là nó bán cái bản thấp nhất là cỡ khoảng 58.000 đô rồi. Quy ra tiền Việt thì cũng là tỷ mấy rồi, mà đấy là giá ở Mỹ nhá, chứ chưa phải là giá mang về Việt Nam. Ngay tại Indo thôi thì tùy phiên bản, nhưng mà cái chỉ có một phiên bản duy nhất nhưng mà lại có hai tùy chọn màu sắc, thì cái phiên bản ấy là 1.2 tỷ rupiah, 1.2 tỷ rupiah, quy ra tiền Việt là nó đã rơi vào khoảng tỷ chín rồi, tỷ chín tiền Việt rồi, mà mang về Việt Nam nó đắt hơn khoảng 10% nữa đi, 10-15% nữa đi, 2.1 tỷ. Thì xe này được định vị là đối thủ GLC thì chắc là sẽ khó để mang về Việt Nam, bởi vì nhà phân phối Mazda tại Việt Nam là Thaco, thì bên cạnh Mazda họ còn có Peugeot, họ còn có PM. Và để một cái hãng xe kiểu như Mazda mà lại bán một cái xe ở cái tầm tiền đấy thì tôi nghĩ là rất khó ở Việt Nam. Nhưng bởi vì là nó giống CX-50 nên tôi muốn dành thời gian để chia sẻ với anh em. Thực sự là ngày hôm nay đi lượn một vòng quanh triển lãm tại Indonesia thì đây là một trong số những chiếc xe mà cá nhân tôi phải dừng lại để nhìn nó. Cái thiết kế này thì thực sự là Mazda họ cũng có rất nhiều cái cách gọi, nhiều cái cách diễn đạt, nhiều cái cách đặt tên, đặt số thứ tự cho những cái thiết kế, cho những vòng đời sản phẩm của mình. Nhưng mà theo cái hiểu của tôi thì chiếc CX-60 này là toàn bộ những thiết kế ở đời 7.0 hoặc là 7.5 của Mazda, từ trong ra ngoài đầy đủ mọi thứ luôn. Và anh em nhìn tổng thể cái xe này thì nó vẫn được thừa hưởng cái thiết kế Kodo, chứ nó không hề bị tạo cảm giác là một cái xe hoàn toàn khác biệt so với cái ADN thiết kế của Mazda đâu. Đấy là cái hay nhá. Anh em có thể chê là Mazda ít thay đổi, nhưng mà khi mà anh em nhìn thấy sự phát triển qua những cái vòng đời, qua những cái thế hệ khác nhau, thì anh em mới thấy là nó có tính kế thừa và nó vẫn đẹp lên từng ngày từ những chi tiết nhỏ nhất. Đây vẫn là những cái đường nét Kodo quen thuộc, nhưng trên chiếc CX-60 này thì nó vuốt cái đầu nó hơi bằng bằng hơn. Đấy, nó sẽ giảm cái độ nhô ra phía đằng trước. Lưới tản nhiệt thì là hình gọi là gì nhỉ? Như những cái thác nước đổ. Đấy. Còn cái cách làm này, anh em nhìn từ cái cụ cái cách làm cái signature wing nhá. Mazda gọi đây là cái signature wing, cái cánh đặc trưng của Mazda thì vẫn có này, và vẫn cái kiểu làm nối sang cái cụm đèn. Đấy, nhưng mà cụm đèn giờ đây thì trông nó đã bầu hơn, nó gọn hơn, chứ nó không còn kiểu kéo dài ra như là CX-5 chẳng hạn. Nhưng mà anh em nhìn thấy rằng là đây này, rất sướng luôn, nhìn xa xa ra một tí sẽ thấy rất là đẹp này. Nó có hẳn cái led định vị nha, nối ra đây. Xong nó lại nối tiếp, bắt tiếp vào cái này. Đây, nó tạo thành một cái đường nối rất là đẹp. Thực sự là nhìn cái đầu xe của CX-60 thì không thể chê được ở cái điểm nào cả. Và nó hoàn toàn có không khí hạng sang. Và Mazda họ định vị chiếc xe này, tất nhiên là để định vị một con xe mà để bán một con xe mà giá 2 tỷ thì sẽ có rất nhiều thứ nữa, bên cạnh vẻ đẹp còn là công nghệ động cơ, còn là trang bị các thứ, rồi khung gầm các thứ lung tung nữa. Nhưng mà phải nhìn nói riêng về cái ngoại hình thôi thì trông nó đã sang rất là nhiều, đẹp. Đây này, anh em nhìn giống CX-5 không? CX-5 mới ở Việt Nam cũng là mấy cái đèn kiểu này, và ngày hôm nay tôi sang Indo là cũng CX-5 cũng là cái đời nhìn cũng là đời giống hệt ở Việt Nam luôn. Đây, cái kiểu này CX-5 đang kế thừa và không hề có các cái đèn định vị ở dưới này. Đấy, thì nhìn trông nó gọn gàng hơn rất là nhiều. Đèn chiếu sáng là những cái thấu kính projector LED 2 tầng trên dưới, có cả đèn mở rộng góc đánh lái LED nhỏ nhỏ xinh xinh ở bên này. Đây là màu, đây chính là cái màu Mazda ở Việt Nam gọi là màu gì nhỉ? Đại loại là một cái màu vàng kim loại gì đấy, rất là sang, rất đẹp. Đây là cái bản premium color này, ở bên này thì đắt hơn khoảng mấy chục nghìn, giống ở Việt Nam ấy, thêm khoảng 20-30 nữa thì phải để có cái màu này. Cảm biến các thứ, đây là iActive Sense, nhìn cái logo này là thấy cái radar đặt ở vị trí này rồi, rất là quen. Nhìn xe Mazda luôn luôn vô cùng thân thương, bởi vì nó được kế thừa thiết kế. Kể cả ngày hôm nay anh em nhìn những mẫu xe điện, xe sedan thì anh em vẫn thấy nó có tính kế thừa vô cùng rõ rệt. Đây này, anh em nhìn chỗ này hất lên có thấy sang không?
kiểu như là anh em nhìn một chiếc như kiểu Bentley Bentayga chẳng hạn, anh em nhìn cái đoạn này, nó sẽ có hơi cái xu hướng tại sao cái đầu nó vuốt thẳng xuống như này, cảm giác như là nó làm cho chiếc xe nhìn ở phía bên hông này nó sang rất nhiều, cái đầu xe nó bầu lên, nó tạo được độ hoành tráng và bề thế. Đây anh em nhìn riêng đoạn này, đây có cả cái mang cá nhá, được làm chrome và đây là phiên bản inline 6 á, không biết đây là tên phiên bản hay là tên công nghệ gì, mang cá các thứ rất đẹp, đẹp quá anh em ạ, đẹp thực sự ấy. Bây giờ mà cầm tiền đi mua xe mà 2 tỷ mua GLC hay là mua Mazda CX-60 nó cũng là một câu chuyện mà phải suy nghĩ đấy. Nhưng mà ở Việt Nam thì người ta mua xe vì logo rất nhiều, nên là sẽ rất khó để Mazda mang xe này về Việt Nam, và tương lai có thể là tương lai xa. Mâm vẫn là cái kiểu tạo hình rất là quen thuộc, nhìn nó không hề có gì lạ lẫm được cả. Không hề có gì lạ lẫm. Mâm này kích thước 20 inch, bản lốp là 235/50. Cũng bản lốp ngang hơi bé một chút. Tôi nghĩ là với cái tầm 2 tỷ này thì tôi muốn nó to hơn, cỡ khoảng 255 thì nhìn xe nó sẽ hoành tráng hơn, cái bản ngang thì nó hơi bé. Tài thật, đang từ một hãng xe họ bán xe tầm 1 tỷ, bây giờ bán cái xe 2 tỷ và nó vẫn giữ được cái đường nét thiết kế và chỉ tinh chỉnh thôi, nhưng mà nhìn nó nâng tầm khá nhiều này. Tôi rất thích cái góc này, nhấn mạnh lại, rất thích cái góc này luôn nhá, nhìn nó đẳng cấp ấy. Đây là chiều ngang của hống xe, chiều ngang của hông xe trông cũng có độ dài, độ trường nhất định. Và đây là cái thông tin của CX-60, thì nhân tiện chia sẻ với anh em luôn, xe này dài khoảng 4m 740, hình như là ngắn hơn GLC là 4m8, có đúng không, dài 4740. Động cơ Sky Active G 3.3T MHEV, đây là động cơ xăng kết hợp với động cơ hybrid, hộp số 8 cấp này, hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian all-wheel drive nhá. Công suất cực đại lên tới là hơn 280 mã lực và 450 Nm. Con số về đọc thông số thì rất ấn tượng, không hề thua kém chiếc GLC một chút nào cả. GLC 300 Formatic luôn. Đây, thông số này là ngang với GLC 300 Formatic. Như là động cơ của Mac cũng có sự hỗ trợ của hybrid, nhưng mà đấy là một dạng mild hybrid thôi. À đây cũng là mild hybrid MHEV, đúng rồi, mild hybrid. Cấu hình kiểu như là GLC 300 Formatic. Rất đẹp anh em. Đây này, nhìn đây vẫn rất Mazda, rất quen nó. Nhưng mà với cái kích thước to ấy, cái kích thước to thì nhìn cái này nó ăn nhầm, nó đẹp hơn. Ví dụ so với chiếc CX-5. Chiếc CX-5 nhìn các thứ thì ok, nhưng mà tôi lấn cấn mỗi cái khi mà nhìn CX-5 ấy, là nhìn đến cái phần đuôi này, cảm giác nó lại bị cụt nhẹ một tí. Đấy, nhưng mà nhìn chiếc này không hề. Đây, tiếp tục bước này, nhìn rất giống Volvo luôn, cái kiểu làm cái đèn vuốt từ đây sang bên này. Và một cái thiết kế, anh em nếu nhìn đằng trước nó cũng là một cái giải led nó nối tạo thành cái hình như này, thì đằng sau nó tương tự luôn. Thiết kế rất là ăn nhập. Đẹp, đẹp quá. Sự là rất là ấn tượng luôn. CX-50 chỉ cần về Việt Nam mà động cơ như CX-5. Tất nhiên là sẽ bé hơn chiếc xe này và sẽ là cái phiên bản thu nhỏ hơn. Thì thực sự là CX-5 lại tiếp tục xưng vương thôi. Tất nhiên giá bán phải hợp lý nữa. Đằng sau thì cảm biến các thứ. Đây này, Sky Active G CX-60 all-wheel drive. Cốp thì tất nhiên là cốp điện rồi. Cốp sau. Mâm là mâm bé. Ui, cả cục bâu này, cục sắt xúc bâu to đùng luôn này. To hơn hẳn cái cục bâu ở trên CX-5. Kể mà tầm này cũng phải nâng cấp lên, nhưng mà bâu có bâu zit bâu zan nha. Anh em ở Việt Nam anh em nghe bâu của Mazda các thứ anh em chê, nhưng mà anh em nghe bâu của gì nhỉ? À không, của Hangman với bâu thì ra ngang nhau thôi, nhưng mà ví dụ anh em lên Beam anh em nghe Hangman Garden nó khác hẳn luôn. Bâu có bâu zit bâu zan. Thế này thôi, không ở ngoài nữa, vào bên trong mới là phê anh em ạ, đẹp dã man luôn. Vâng anh em, đây là khoang nội thất. May mắn là chúng tôi mượn được cái chìa khóa. Tôi muốn anh em nhìn hai cái màn hình của nó này. Trời ơi, nó khác gì Lexus đâu. Trông nó khác gì RX350 không? Cái màn hình này nó còn đẹp hơn cái màn hình của RX350 ấy. Nó to ngang mà nó vẫn làm lùi lên trên. Đẹp quá. Đẹp thực sự anh em ạ. Kể cả cái màn hình trước mặt người lái luôn. Màn hình phía trước mặt người lái cũng full LCD, nhưng mà lại còn được kiểu uốn.
tạo form rất đẹp. Trời ơi, đẹp. Có thể là Mazda còn nhiều vấn đề. Tôi không nghĩ là Mazda là một hãng xe xuất sắc. Có rất nhiều vấn đề, nhưng mà để nói về đẹp thì ở cái phân khúc thì nó luôn luôn đẹp. Kể cả hôm nay nó đã bước lên cái tầm 2 tỷ rồi thì nó vẫn đẹp. Đẹp quá. Trông khác gì RX 350 không? Thậm chí còn đẹp hơn RX 350. Cái đời mới này làm cái màn hình thụt xuống dưới trông nó không đã. Cái này rất giống cái con RX 350 cái đời trước khi nâng cấp này. Nó có kiểu màn hình nhô lên rồi cái cục này, cái chỗ cần số các thứ. Đẹp thế nhở? Biết nói gì bây giờ? Đây, ở đây là kiểu bọc nỉ. À không phải nỉ mà một cái chất liệu vải. Cái này bẩn lắm. Cái này về Việt Nam thì mấy ông dọn nội thất tha hồ sung sướng. Cái này phải cần đá khô này. Tại sao phải cần đá khô? Đá khô mới làm sạch được cái này mà không ảnh hưởng đến đấy. Chứ chẳng nhẽ bây giờ lôi cái này ra giặt, đúng không? Không thể giặt được. Đẹp quá. Vô lăng cũng đẹp. Lăng vẫn là cái vô lăng kiểu Mazda thôi. Nhưng nhá, anh em nhìn này, họ tạo hình này. Vô lăng rất giống phong cách của Bentley, Bentayga. Cái kiểu tạo hình này. Anh em sẽ có thêm cái phiên bản mà pha màu ấy, thì nó sẽ có màu nâu ở ngoài và cái màu nâu đậm hơn ở bên trong, rất giống vô lăng Bentley luôn. Nhưng mà tôi thích cái phối màu này hơn, phối màu này đẹp quá. Nhưng ở đây, ở cái đây này, yên ngựa này nó lại pha, đây không phải là gỗ, đây là nhựa đây. Pha cái màu trông như là mấy ông Việt Nam đi dán DK ấy nhỉ. Có thể là mình nhìn cho quen mắt. Nhựa hoặc là một chất liệu gì đấy kiểu như là mấy cái đá, cái loại vân đá nhỉ. Một cái loại chất liệu nhựa cao cấp nào đó. Cần số giống Laser đâu. Giống Audi à, giống gì? Cần số Mazda. Này, cụm này này, vẫn là Mazda Connect này. Vẫn là đỉnh đấy, Mazda Connect không đùa được đâu anh em ơi. Khác gì cái kiểu đúng cái touchpad của Laser RX 350 luôn. Đây. Mở sang hai bên này. CX 50 chỉ cần đẹp khoảng 7 điểm so với CX 60 thôi thì về Việt Nam nó lại là hết nước chấm. Cửa sổ trời toàn cảnh phía bên trên và ghế là ghế da đục lỗ này, màu trắng này, pha phía các thứ trông rất là cao cấp. Mazda họ làm ra được cái chất cao cấp, thực sự là làm được ra cái chất cao cấp. Có thể là họ đã có kinh nghiệm trước khi làm Infiniti rồi, thì bây giờ họ làm cái dòng gọi là CX 2 số, họ vẫn làm ngon thôi. Thực sự là nó cao cấp đấy anh em, những cái nút bấm rồi các thứ ở đây. Này, nhìn cái cụm điều hòa, giống Laser đâu, giống Laser luôn. Điều hòa này, nút điều khiển các thứ này. Chả biết nói gì ngoài đẹp cả, nó quá đẹp. Rồi ở đây có những cái chi tiết pha kim loại này. Hệ thống loa là hệ thống loa bầu. Màn hình đây vẫn có một cái nút bấm vật lý nhé. À đâu, không phải. Cái gì đấy, cảm biến vân tay chăng? Cảm biến vân tay nha. Không cảm ứng được nha. À, màn hình này không cảm ứng được. Màn hình này không cảm ứng được. Không cảm ứng được. Giống kiểu Laser. Đẹp quá trời quá đất. Thôi có vẻ cũng hơi rông dài rồi. Anh em cũng xem từ nãy đến giờ. Nói chung option của một cái chiếc xe cỡ 2 tỷ này thì để mà đếm thì cũng rất là nhiều. Ngày hôm nay trong cái không gian của triển lãm thì thời gian nó cũng hơi hạn chế. Thì tôi chia sẻ những cái ấn tượng rất là ban đầu thôi. Mình ra thử hàng ghế sau mình ngồi một tí. Thưa anh em, cái hàng ghế này nó đứng thế nhở? Ngồi cảm giác như là nó rất là bí nhá. Nhưng mà có thể là ngồi đi đường dài nó sẽ thích ấy. Bởi vì cái bệ đỡ lưng. Nhưng mà nó hơi đứng. Trời, có ngả được không? Không ngả được. Đến đoạn này là kịch rồi. Tại sao? Ngày thì ngồi khó chịu lắm. Độ ngả kiểu này thì ngồi nó bị... Mà tôi là thấp bé nhạy cần nhá. Hôm qua có ông mình đã đăng cái con Xbox lên, có ông chửi mình chân ngắn thì mình chân ngắn thật mà. Nhưng mà mình ngồi này, đằng trước lúc nãy là tôi ngồi là gọi là cũng khá vừa vặn rồi nhá. Trời, sao không gian của nó bị bé thế nhở? Vì lý do gì? Do cái tôi nghĩ là do cái cụm táp lô rồi các thứ ở phía trước ấy, nó đẩy về sau khá nhiều. Nó dày, nó to mà. Ghế trước cũng dày, các thứ ở đây dày. Chụp các đăng nhô lên. Ngồi hơi khó chịu nha, nhưng mà chất liệu thì vẫn cao cấp. Nhìn quay cái chỗ bên kia anh em nhìn các cái ốp của nó kìa. Làm cực kỳ thích luôn. Duy Mỹ, ông nào mà người Duy Mỹ thì tôi nghĩ là sẽ rất thích Mazda.
nếu mà không có tiền mua Bentley Bentayga ấy. Cái kiểu làm của Mazda thì cá nhân tôi cho rằng là nó còn có cái độ gọi là duy mỹ hơn cả Lexus. Lexus nó, tôi ngồi thử RX 350 mới, tôi thấy nó vẫn có một số những cái đường nét nó rất là thực dụng kiểu Nhật Bản nhé, chứ nó không đạt đến cái độ gọi là ưu tiên tối đa cho cái đẹp như là Mazda đâu. Rất đẹp. Anh em nghĩ sao về Mazda CX-60? Và tôi cũng chỉ kỳ vọng là Mazda CX-50 nó đẹp bằng 7 điểm con này thôi. Về Việt Nam, giá như Thaco làm hợp lý nữa thì nó lại là tiếp tục là một ông vua, ông tướng ở trên thị trường. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ chúng tôi nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.